Hello, TV Dũng Cơ xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ view và cái thứ hai được khoe các bạn là Dũng đã vừa rồi đã xin được một đôi sóc của anh làm gỗ chặt cây ở rừng thì đã bắt cho Dũng được một đôi sóc. Có nghĩa là họ chặt gỗ ấy, thì cái cây nó đổ xuống và cái tổ sóc mới đẻ quý vị và các bạn nhé. Thì xong Dũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách cho ăn này. Dũng sẽ chia sẻ cái cho ăn trước, đây là cái sữa mà của trẻ em nhé. Báo cáo quý vị các bạn, để sữa trẻ em thì chúng ta cứ pha theo tỷ lệ này. Cái thứ hai là cái ống thuốc nhỏ mắt, thì chúng ta bỏ hết cái thuốc đi, rồi thì riêng cái đầu này thì chúng ta sẽ cắn cái đầu này ra cho ra một cái lỗ nhỏ thôi quý vị các bạn nhé, đừng để lỗ to. Mà mua là cái loại mà chai liền này thì nó sẽ nhìn nó giống cái ti của sóc hơn. Đấy, có thể chúng ta lấy chọc một hai cái lỗ ở đầu này thì sóc nó sẽ dễ ăn hơn mà sẽ đỡ bị sặc. Còn cái sữa thì chúng ta cứ pha ít đấy. Đấy, chúng ta lấy một chút để cho nó ăn. Thì báo cáo quý vị và các bạn thì Dũng đã xin được hôm nay là được chính xác là được 13 ngày quý vị và các bạn nhé. Nhưng mà nó vẫn chưa mở mắt, cả tổ có một đôi. Đây. Hôm nay nó rất sói nhưng mà vẫn chưa mà hề mở mắt này. Đấy, để Dũng xem con này là con được cái con cái này. Vâng, thưa quý vị và các bạn thì đây chính là con sóc cái này. Đấy, con sóc cái này. Và đây ạ. Đấy, còn đây là con sóc đực. Đây một đôi này. Đấy, con sóc đực này nó đang đi, nó cứ chạy giật lui như này. Đây con sóc đực thì nó có chim rất chi là to quý vị và các bạn đây. Để Dũng đúc bước một con nó vào, cả nó cứ phá quá. Bắt đầu nó cứ bò rồi. Bò sói hôm nay được à. Đây. Đấy, sóc đực này quý vị các bạn nhé. Nhìn hàng là rất khủng này. Thì hôm nay là chính xác là Dũng nuôi đã được 13 ngày quý vị các bạn nhé. Nhưng mà vẫn chưa hề mở mắt. Vâng. Thì hôm Dũng bắt được là bắt đầu cái lông ở trên mà xin được ấy là bắt đầu cái lông trên đầu này, quý vị các bạn này là nó mới bắt đầu mới hình thành mọc lông này, nó mới màu đen này quý vị các bạn, còn ở lưng này vẫn là đỏ. Chắc là mới đẻ quý vị các bạn nhé. Còn dưới bụng thì đỏ hòn, chưa hề có một tí lông nào. Thì Dũng định view ngay từ đầu nhưng mà chỉ sợ là nuôi nó hỏng mất, cho nên là nó đây nó đã đúng cái giống trèo leo thật, cho nên là nó hỏng mất nên Dũng không view. Đến hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ sống khỏe rồi thì Dũng mới đầu mình quay view cho quý vị các bạn. Đấy, thì hình thức cho ăn thì là Dũng chia sẻ là xin cái lấy cái sữa của trẻ em á, trẻ nhỏ thì chúng ta pha theo công thức tỷ lệ của nó. Thì cho ăn mới đầu cho ăn nhiều bữa, bây giờ cho ăn ít bữa hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất nhanh mà khỏe mạnh nhá. Đấy, thì Dũng sẽ cho nó ăn cho quý vị các bạn. Vâng. Nó rất phàm ăn quý vị các bạn nhá. Đấy. Cho ăn chúng ta sẽ cầm nhẹ vào tay như thế này. Đấy, nó ngậm là nước ngay. Đấy. Chính là phải giữ được thì đấy quý vị các bạn nhìn này, nó rất phàm ăn. Con này là con đực. Nó cũng rất dễ nuôi quý vị các bạn và dễ thích nghi đây. Đấy quý vị các bạn thấy không? Hai cái tay nó ôm lấy cái bình sữa này như là một em bé đang ti sữa. Đây. Nó giữ lấy mồi để nó ăn này quý vị các bạn nhìn. Đấy, nó giữ nha, giữ rất chắc. Nó ăn nó phèo cả sữa lên mũi nó. Nó chưa hề mở mắt đấy quý vị các bạn nhé. Dũng không dám cầm nó cao cái bình lên quá cả sợ nó sặc. Đấy. Ăn thì nó không bằng được ti của mẹ nó, nhưng nên nó vẫn nhây nhớt. Nè con sóc đực. Đây là con sóc đực quý vị các bạn nhé.
là con sóc đực này đang ăn, bắt đầu nó phê, sắp no rồi. Ăn bắt đầu nó phê, ăn đến nỗi là nó ăn nó phàm ăn đến nỗi là nó sùi đến mức bụng sắp no rồi, quý vị các bạn. Đây là sóc, chắc là sóc bụng đỏ quý vị các bạn ạ. Nó vẫn ăn. Nói chung là những cái này thì những trẻ nhỏ là rất chi là thích. Đàn giúp giít tì sữa top má này quý vị các bạn. Bắt đầu sắp no rồi ạ. Đây, một con này sắp no này, bắt đầu ăn phê. Ăn no là bắt đầu nằm và ngủ thôi. Vẫn chưa no hẳn. Đây, ăn no bụng thấy be này quý vị các bạn này. Đấy. Không phải ăn thế rồi, không nên cho ăn no quá. Bắt đầu Dũng bắt tiếp con sóc cái này cho ăn này. Đây. Cái này thì nó không giống như tổ của nó nên chắc là hơi lạnh nên là nó. Đây. Đấy, thế là đàm bắt đầu ngủ rồi quý vị các bạn ạ. Nó như trẻ nhỏ luôn. Đây, tiếp tục mình cho con tiếp theo ăn nhá. Con này con cái này, vị các bạn ấy đang đòi ăn này. Thì chúng ta nó bé này thì bắt đầu khi nó mở mắt thì nó sẽ mở lỗ tai quý vị các bạn. Ui, ui, ui. Đấy. Ui, nó nằm nó ăn này. Quý vị các bạn nhìn phê không này. Đấy, Dũng nuôi hôm nay là được 13 ngày. Rít mạnh quá. Nó lên mũi nhưng không việc gì hết cả. Đấy, đấy mồm ấy. Nghiêng nó ra một chút này cả nó sữa nó ra nhiều quá. Con này nó phàm ăn hơn con đực. Nhìn chúng ta nhìn nó rít rung râu. Nói chung là đôi sóc này rất may là gặp được Dũng, bởi vì Dũng cũng nhiều thời gian nó dỗi làm cây ở nhà cho nên là những lúc tỉ mỉ là vẫn cho nó ăn được. Úi, zip. Còn chú này thì ăn no cái là ngủ luôn quý vị các bạn nhé. Cái con sóc này hôm thường thường như nhà cụ muốn nói là nuôi chó, ví dụ để bao nhiêu con là 10, ví dụ chẳng hạn một con là 10 ngày mới mở mắt, hai con là 12 ngày. Thế nhưng sóc hôm nay thì từ hôm Dũng bắt được thì chắc là nó phải đẻ được 1 đến 2 cái hôm mà cái anh cho ấy. Thì phải nở được, nó phải đẻ được 1 đến 2 hôm. Thế là 1 đến 2 hôm mới cho Dũng, thế mà đến hôm nay là 13 ngày vẫn chưa mở mắt quý vị các bạn, hôm thứ 7. Thì đến mai nữa là được 14 ngày. Mà như nhìn như này là đang sắp muốn mở mắt rồi chứ quý vị các bạn ạ. Thì thực tế là Dũng cũng không biết được là bao nhiêu hôm thì mở mắt. Đấy. Ăn tiếp, nghỉ một giờ lại bắt đầu ăn. Vừa ăn bắt đầu ngủ gật đấy quý vị các bạn ạ. Đấy. Phê, 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 phê. Chúng ta nhìn, nhìn ăn sữa xong được phê này. Đang lim dim. Vẫn muốn ăn nữa, vẫn muốn ăn nữa. Con này vẫn muốn ăn nữa. Con này Dũng bảo là nó rất phàm ăn. Đấy, nó nhìn mút con tay này. Đây. Con cái này ăn nhiều hơn con đực. Cái ăn no cái là ngủ luôn. Cái con này thì nếu mà nuôi, Dũng nghĩ là nuôi từ bé như này sẽ thuần người.
mà nữa là thao thả. Như ngày trước thì Dũng cũng có một con sóc quý vị các bạn nhé, nhưng nó là sóc đất, con chẳng kèn nó nhỏ nhưng mà nó rất thuần người, là chỗ là cứ thả ra xong lại bắt lại được. Dũng cứ hút gió cái là nó lại về. Dũng con ấy là Dũng xin được của ông bạn. Đấy, thế là ăn hết bánh nước sữa quý vị các bạn nhé. Bắt đầu no. Bắt đầu no, bắt đầu nó ngủ này. Bắt đầu no nó ngủ. Đây, bụng thấy bé quý vị các bạn nhé. Đấy. Còn một con kia thì bắt đầu ngủ say rồi. Đặt tiếp không đây, cho ăn thế còn nhiều quá. Đấy, bắt đầu ngủ ăn. Báo cáo quý vị các bạn là ăn no bụng như con cóc rồi quý vị các bạn nha. Đã ăn no bắt đầu nằm ngủ rồi. Nói chung là rất chi là đẹp đúng không quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem hay nhớ cho Dũng xin một nút like nhé, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ kênh giúp Dũng nhé. Thực ra thì Dũng thì ở vùng trung du, cho nên là nó cách núi mất nó khoảng độ 6 cây số quý vị các bạn, cách núi rừng 6 cây số. Trên chỗ Dũng là núi gần núi Sáng Sơn ấy, núi Sáng ấy. Núi Sáng thì có hoàng họ có lịch theo mấy lịch sử là Hoàng Hoa Thám ấy, từ núi Yên Thế Thanh Nguyên đã rút quân về núi Sáng Sơn quý vị các bạn nhé. Thì đấy, Dũng gần núi Sáng Thành Công, đấy là gần những dãy núi đấy. Và đây là, và thưa quý vị các bạn, đây là chắc là sóc bụng đỏ, hắn đang rất chi là phê. Đấy. Đã no rồi. Còn con này thì ăn xong cái là ngủ luôn. Ăn no, bụng no như con cóc. Đấy, ăn no cái thì rất lành quý vị các bạn. Vâng, xin chào và hẹn các bạn trong video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.